Đói quá, vẫn còn đói quá. Ta phải đi tìm cái gì ăn thôi. Đi đâu ra đây? Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ cùng với bạn chó bích của mình đi ra cho các bạn lợn nhà mình ăn nhá. Các bạn lợn của mình ngoài đâu rồi kìa, không biết các bạn nhé. Sáng đến giờ đã ăn hết thức ăn chưa? Đi thôi mấy bạn. Đi đâu chó bích ơi, quỳ đấy. Huh? Ôi, ôi, ở đây,
đây có gì chơi không? Hả? Kẹt rồi, ta bị kẹt rồi. May quá, may mà thoát ra được. Qua. Ở đây có con chó là ai? Không ăn được, cái này không ăn được. Con khủng long này nó có đuổi được mình không nhỉ? Ui, con khủng long này đáng sợ quá các bạn ơi. Dùng đến kiếm mà con khủng long này nó cũng không sợ. Nó lại còn đuổi mình nữa cơ các bạn ơi. Thế này thì làm thế nào mà để đánh bại được con khủng long này nhỉ? Thế nào để cứu được em Cam, đánh bại được con khủng long này nhỉ? Mình nghĩ ra một cách rồi các bạn ơi. Đây này, bây giờ mình sẽ dọa ma nhé, xem con khủng long này nó có sợ ma không nhé các bạn ơi. Tự nhiên nhìn thấy bộ đồ đen đen ở đây mình nhớ ra các bạn ơi. Đấy. Nhìn thế này có giống ma không các bạn ơi? Khủng long đâu rồi? Khủng long đâu rồi? Người có sợ ta không? Ừ, ta sợ rồi. Bây giờ ngươi sẽ là thú cưng của ta. Ta sẽ nghe lời ngươi. Con khủng long này đẹp quá. Khủng long ơi, ngươi hãy thả em Cam của ta ra. Ta đã là khủng long rồi, bây giờ ta phải thả ra. Đúng rồi, nếu ngươi không thả ra, ta sẽ dùng kiếm để đánh ngươi đấy. Được rồi, ta sẽ thả Cam ra ngay. Em Cam đâu rồi? Cam ơi, chị cứu em rồi đây. Em Cam rồi. Khủng long ơi, đây. Ui, con khủng long này to chưa này các bạn ơi. Đi nào, nhanh lên không bị vỗ mông bây giờ. Bạn chó Mick đang rất là sợ hãi các bạn ơi. Bạn chó Mick đang rất là sợ hãi này các bạn ơi. Thôi khủng long ơi, đừng trêu bạn chó Mick nữa. Đi về thôi, bye bye chó Mick nha. Đây là khủng long nha, chị mới thuần phục được đấy Mick ơi. Ngoan ngoan nha, đừng sợ nha. Đây là bạn khủng long thân thiện đấy. Đi chưa Mick? Thịt gà. Ô, khủng long ơi, đừng ăn thịt gà. Bạn gà này tốt bụng lắm. Bây giờ khủng long nha là thú cưng của tớ rồi, tớ sẽ cho khủng long ăn đầy đủ. Thế đi thôi. Thịt lợn. Ui, khủng long ơi, đừng ăn thịt lợn. Đừng ăn à. Đúng rồi, đây tất cả là bạn bè của cậu đấy. Đây là vật nuôi nhà tớ đấy, đừng ăn nhá. Bạn lợn bạn đang ngủ đấy bạn ơi. Lợn tỉnh.